thì máy nó sẽ tự động đúng không? Sau khi mà mình điều trị xong thì mình sẽ xoay nấm để tách. Thì ở đây đi kèm với máy mình sẽ có các cái đầu chức năng khác nhau. Ví dụ như đầu bên kia mình sẽ dùng cho làm mềm mô mỡ giảm béo. Thì ở các cái đầu còn lại mình sẽ có công dụng về massage. Đây là cái đầu dùng để massage. Đây là đầu cũng để giảm béo nhưng mà ở cái gai nó nhỏ hơn.